của ông Vitorino thi đấu rất kỷ luật. Đấy là Campuchia. Chuyển đi. Đến giờ học bài tập về nhà rồi. Đang xem phim hay. Tự nhiên mở quyển sách ra nhìn vào cái đã thấy đau đầu chóng mặt hoa mắt quá. Chơi slam tí rồi học tiếp cho đỡ căng thẳng. Mệt quá. Chuyền đi. Chuyền. Đúng rồi. Sút. Vào. Việt Nam vô địch. Bốn lồi rốn ơi. Đang học hay đang làm gì đây? Không được chơi trong lúc học đâu nhá. Con đang học bài à? Vâng, con biết rồi. Phải nhanh thôi, làm nhanh không kịp bài tập mất. À, Bông lại xem anh làm bài đấy à? Chơi với Bông một tí nè. Ô, Bông ngoan quá. Bông ngoan quá. Mệt quá. Nãy giờ làm mấy bài mà vẫn chưa xong nữa. Giải trí một tí vậy. Bố lôi rốt. Con đã ôn bài để thi chưa mà đã định lôi đồ chơi ra chơi đấy? 5 phút là bố lại vào kiểm tra một lần đấy nhá. Thi lần này mà được điểm kém là bố cho đi hot phân luôn đấy. Không cho đi học nữa đâu nhá. Và vừa vẩn, vừa mới thấy ngồi vào học tí lại định chơi rồi. Bao giờ mới thi xong đây? Mệt quá rồi. Nghỉ 5 phút nữa vậy. Bố lôi rốt. Đang học bài mà sao lại lôi bút ra chơi đấy hả con? Học tiếp đi. Bố ngồi xem. Học là phải học chăm chỉ, chú ý vào chứ con. Cứ vừa học vừa chơi như thế làm sao mà chú ý vào bài tập được, làm sao mà mình hiểu được. Nào, ngồi làm tiếp đi. Bố ngồi đây để xem là con có học chăm chỉ không, có chú ý hay không chứ. Con phải học, con phải làm nhiều bài tập vào. Học phải đi đôi với hành, nhớ chưa? Học kiến thức mà về nhà không làm bài tập thì làm sao mà giỏi, làm sao mà thi được điểm cao được hả con? Từ giờ đến lúc mà thi xong là bố sẽ ngày nào bố cũng ngồi bên cạnh để xem con học bài đấy nhá. Đây này, sao mà viết chỗ này ẩu thế? Viết phải viết rõ ràng con số rồi chứ. Cái số 2 mà nhìn cứ như số 1 ấy. Con viết như thế này bố còn không hiểu được, làm sao mà thầy cô giáo mà hiểu được. Sửa lại đi. Viết to rõ chữ ra. Đúng rồi. Tẩy xóa ít thôi. Bài làm là không được tẩy xóa nhiều. Do you wanna build a snowman? Làm đến đâu rồi? Nằm tiếp đi nhá, bố vẫn đang nhìn đấy. Theo dõi nha. Bố ơi, con đói quá. Nhà mình có gì ăn không ạ? Có đồ ăn vặt gì không? Bố thấy chiều nay mẹ mua một đống đồ ăn vặt trong tủ lạnh đấy. Con vào mà tìm xem. Thế ạ? Ừ. Vâng. Nhiều đồ ăn vặt quá. Mẹ tuyệt vời. Hai mẹ con y giống y nhau. Ăn vặt như mỏ khoét. Cái này chỉ thấy ăn vặt thôi. Ăn làm gì mấy cái đồ ăn nhanh đấy thì hại người. Ngon quá. Đâu, đưa bố xem là ngon thế nào mà suốt ngày thấy hai mẹ con ăn. Cho bố thêm miếng nữa. Cũng ngon nhỉ. Xem mẹ có mua cái gì nữa không, mang ra đây bố ăn cùng với nào. Bố bảo đồ trẻ con, ăn đồ ăn nhanh.
con. Bố nói như thế là không được ăn nhiều. Cãi bố đấy à? Ăn ngon thì ngon nhưng mà ăn ít thôi, ăn có giới hạn thôi. Không phải lúc nào ông ngồi thì thấy là ngồi ăn đâu. Mực bento à, nhà bim bim à. Ừ, nhiều đồ ngon nhỉ. Ừ, bố ơi. Ơi. Hôm nay con ít bài tập lắm. Con làm sao bố cho con đi ngủ sớm nhá. Hôm nay con buồn ngủ á. Ừ, ít bài tập thì cứ đi ngủ sớm đi. Ngày mai là thi mấy môn liền rồi. Em phải ăn để lấy sức để thi bố ạ. Ừ, con thấy mẹ mua về để ở trong tủ ấy nhiều quá. Ăn nhanh lên rồi còn vào học đấy nhá. Sắp thi rồi đấy nhá. Vâng ạ. Ăn 5 phút rồi đây. Bố lên rồi. Dạ. Con ăn cái gì đấy? Con đậu phộng này bố. Đậu phộng tân tân này, có vị mới này. Đưa đây bố xem nào. Ai cho con ăn đậu phộng? Sao ạ? Con sắp thi rồi mà lại con này ăn đậu phộng à? Tại sao? Con muốn bị con muốn bị điểm kém mà, con muốn đi hót phân à? Không quan gì đâu bố. Ờ. Đậu phộng là lạc. Bây giờ con ăn lạc vào rồi đến lúc con thi con lạc đề con không phải là con được không điểm mà. Vớ vả vớ vẩn, không ăn cái này đâu nhá. Cấm ăn những cái gì đậu phộng nhớ chưa? Vâng. Ăn cái gì mà hỏi ý kiến bố, sắp thi rồi ấy mà ăn linh ta linh tinh. Thế thì mình sẽ ăn hoa quả vậy. Hoa quả tốt, bố sẽ không nói gì đâu. Bố lời rồi. Ai cho con ăn chuối? Ai cho con ăn chuối? Không có chuối gì hết nha. Ăn chuối để mà trượt vỏ chuối à? Chưa nghe thấy câu trượt vỏ chuối à? Trượt vỏ chuối là thi trượt hết tất cả các môn. Là không điểm, là cuối kỳ này bố mẹ đeo mo. Bố mẹ đeo mo vào mặt à? Không ăn chuối nhá. Ăn cái gì đấy? Ăn cái gì đấy? Sô-cô-la à? Sô-cô-la đen như sô-cô-la. Sô-cô-la đen như thế con ăn vào để con đen à? Con đen đuổi làm sao mà con thi được? Ăn sô-cô-la để ăn sô-cô-la đen. Mực này bố chắc không sao không nhỉ? Đây là mực bento. Mực bento cũng không được ăn. Mực bento à? Mực bento để mà đen như mực à? Đen như mực rồi để mà thi trượt à? Không được ăn. Uống chắc không sao bố nhỉ? Uống được. Cha bí đao. Ui giời ơi. Bỏ ra. Cha bí đao thì tốt sức khỏe mát người mà. Uống cái gì không uống lại. Uống trà bí đao. Uống trà bí đao để làm bài thì bí, sao lại còn bị đau à? Còn cái này bố ơi, cái cuối cùng luôn. Bim bim chắc không sao đâu bố nhỉ? Ừ, bim bim, bim không được. Đứng lại. Sao nữa à? Bim bim mà ăn bim bim nào không ăn, ăn bim bim bò. Ăn bim bim bò để mà bị ngu như bò à? Con chưa nghe thấy câu ngu như bò. Nó chỉ là vị bò thôi mà bố. Để mà học dốt như con bò à? Không được, bim bim gì cũng được nhưng bim bim vị bò là không được. Ăn để mà dốt như bò không được nhá. Ơi, hết thì ăn rồi. Không ăn nữa, đi vào học đi. Làm những cái linh tinh. Từ giờ cho đến lúc mà con thi xong là con chỉ được ăn xôi đỗ thôi đấy. Ăn xôi đỗ để mà đỗ con nhớ chưa? Nhìn mặt ta buồn cười quá. Bố lồi rốn chưa đi học hả con? Vâng ạ. Hôm nay con ít bài tập lắm. Con xem một lúc rồi con đi Hà làm tí là sau cái mà. Lại xem à? Lại xem mẹ ghẻ à? Cái phim này buồn cười đấy con ạ. Thế xem một lúc rồi đi học nha con nhá. Bố lần rốn. Sao giờ này mà con vẫn còn đang ngồi xem tivi? Đi học bài ngay. Ơ, thôi chết rồi. 7:30 rồi. Sao biết thời sự đến nơi rồi mà vẫn chưa đi học bài? Không xem tivi nữa nhá. Từ giờ đến lúc đi thi không có tivi, tivi ao rồi hết nhá. Bố mà nhìn thấy xem tivi là bố đánh đấy.
Chú ý, đây là những video hay nhất và hot nhất trong tuần này. Các bạn nếu chưa xem thì đừng bỏ qua nha. Ngoài ra các bạn nếu thích video hãy nhớ bấm like. Và nếu chưa trở thành thành viên của Hành Tinh Đồ Chơi, nhớ bấm nút đăng ký để trở thành thành viên nha. Hành Tinh Đồ Chơi xin chào và hẹn gặp lại.